cô chú anh chị em quay lại với kênh Cúc Huyện Bắc Hà nhé. Đó, cô chú anh chị em giới thiệu các bác mà cái con cọc xám này, cọc xám cọc cái này. Đấy, em này thì lên video rồi, khách bắt rồi. Đấy, thì em giới thiệu các bác em xám với em trắng với em cái này thôi. Đấy. Đây, em trắng đây. Các bác ơi, em trắng đây. To uinh luôn. Được chưa? Đấy. Đấy. Đầu thủ đẹp luôn, lông lá rất là ok luôn các bác. Chưa? Em xám này, em xám rất xinh luôn các bác nhé, xinh cực luôn, tai đang bênh nhé các bác nhé, đực xám đẹp cực luôn, em trắng đây, đấy các bác nhìn trắng này. Trắng cực xinh luôn này. Xám này, em xám này tai đang bình, xinh cực luôn. Cuốn này cuốn bản các bác nhá. Đấy, em mới bắt sáng nay ở chợ phiên. Đúng không ạ? Đấy, cái mặt này, mặt cute chưa, xinh chưa này. Đấy, còn em đỏ là em cái nhá. Đỏ là em cái, các bác vừa bắt một cặp này được. Các bác cắt cho một cặp này về một cặp được. Đấy, gớm lắm, con này gớm lắm. Đấy, 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 nào. Cái tai cũng sắp lên rồi này. Đấy. Đấy. Cái đỏ đang đẹp rồi này các bác. Hôm trước nó còn còm hôm nay đẹp này. Đấy, em chuyển các bác luôn nhé. Có nào nhu cầu alo em qua số điện thoại 0777516333 hoặc là 0352129582. Bạn này bạn tuyển màu luôn các bác nhé. Rất đẹp luôn đấy, rất đẹp, rất xinh luôn đấy. Người bọn này nhàn lắm các bác. Các bác cứ tin thì cứ nghe em, người bọn này nhàn lắm. Ăn khỏe luôn. Mấy hôm nay bắt đầu phổng phao rồi, bắt đầu có da có thịt rồi. Chưa? Nào, nào. Đấy em xám kìa. Đấy em xám. Em xám hàng độc lạ luôn các bác nhá. Đuôi bảo hành có trọn đời vì đuôi luôn. Được không ạ? Yên tâm chưa? Đấy, em trắng đây. Em trắng to gần như con bằng con cọc kia rồi kìa. Chưa? Đấy. Đấy em trắng này. Em trắng đực các bác nhá. Cú này chắc khoảng tầm 10 cân rồi đấy, trông vậy thôi. Sáng nay em cứ tưởng bị mất bạn này, tiếc ơi tiếc, hóa ra là bị sảnh ra, đi chợ bị sổng, may quá. Bạn này mới bạn này thôi rồi, bạn này trông nhà thì đẳng cấp thôi rồi các bạn. Đây em xám này xinh chưa, đực nhá, xám đực nhá, đỏ cái các bác nhá, xám đực đỏ cái. Gấu nhỉ. Lành lắm, bé nhanh lành, ăn khỏe lắm. Có bản mà. Để đuôi thì cái ok, đuôi thỏ này đẹp này. Các nhà đuôi thỏ này đẹp này. Cái này sao dính cái gì tôi kìa. Dính cái tai này, lông này, à, lông. Tai đang lên rồi, tai này nó lên chắc trăm luôn. Con này, con cọc xám này lên trăm trăm luôn. Đẹp, đẹp xinh luôn này. Đấy. Rồi bật tường ra. Con này không, đừng có cắn. Cắn thì mai lấy gì mà like. Không được cắn cơ mà. Đây, đây, em lại cục thịt này. Đấy, cục thịt cái các bác nhá. Đấy, chia sẻ với các bác sinh cho. Đấy, nhanh lắm, lành lắm. Đấy. Tai bênh này, lửa rồi này các bạn. Đấy, tai lên lửa rồi. Thấy chưa? Bị cắn chưa, chưa bị cắn chưa? Hả? Đốm lưỡi nhá, em đốm lưỡi nhá các bác nhá. Đấy, gừ này. Rồi ra ngoài này. Đấy, cho ra ngoài nhá. Đấy, ra đi. Đấy, ra đi. Chưa? Nào, quấn chân, quấn chân. Đấy, nghỉ kìa, nghỉ kìa. Đấy. Đấy chưa? Đấy, nhìn xinh đi. Nhìn kìa. Cún này đuôi mới sướng này.
đây, một loạt ở đây nè. Bắt nạt đấy, bắt nạt nó ấy. Nó bé nhất, bắt nạt nó ấy. Nhìn kìa đấy, còn lâu bắt nạt được nó bác ạ, nhìn vậy rồi đấy, thấy nó bé là bắt nạt nó gừ lại luôn kìa, nó đấy, nhìn kìa. Ấy cần lâu mới bắt là được nó luôn. Nhìn này đẹp chưa nào. Bác có nhu cầu alo em qua số điện thoại 0777516333 hoặc là 0352329582 các bác nhé. Đấy đang chữa rồi bác. Trắng này chưa sờ nó đâu các bạn, vẫn đang sờ nhẹ nhàng thôi. Đấy, nhìn đầu thủ tốt cực luôn các bạn, nhìn trắng đầu thủ cực tốt luôn. Đấy, đuôi vùng to hình kìa các bạn, nhìn chưa đuôi sau chưa các bạn, nhìn đây. Đấy, các bạn so sánh, nhìn tự so sánh cái gốc đuôi với chân của nó xem nào, nhìn chưa. Đấy,